Vô nè, chị vào kêu mấy đứa vô nè. Đúng rồi. Quăng cái thùng bia xuống dưới đây. Vô đây là gì vô? Vô đây là gì? Khai tính kê. Không có chúc mừng sinh nhật cho anh chứ. Trời ơi, xin gì nữa xin. Nãy bây giờ đừng kêu. Ừ, hay chồng mày hát bài ca sinh nhật đi người ta vô. Dạ, mày la mua cái thùng đâu, lấy cái thùng ra coi. Thôi, thùng đâu, nguyên cái thùng chồng á. Ai nói thùng ra hát nhạc cho nhau. Cái thùng cái chồng á. Nha. Trời ơi, cũng đánh rồi ha. Cả nha. Mà cũng bị chơi dây mà. Không có được là không có kết nối vô điện thoại á, ca bình thường. Không, wifi có đây mà. Dạ, anh quay quay sinh nhật của em đi. Trời ơi. Cậu sắp buồn. Cô vậy là đem đi chơi được rồi, hát được à. Nhưng mà mấy ổng còn ở nhà cơ. Cầm hùng còn đấy chổng á. Chưa lấy ra được. Dao đâu sao không lấy dao cá. Vô cá đi khát nước cho nhỏ nè. Bê đi. Cá đi trời. Cá đi cao rồi, cá đi. Thôi bị ép đi. Nó đội cái này nè. Phải bắt cái nhạc em ơi, nghe mới sung chứ. Ủa con này con gì? Con khỉ. Khỉ. Con khỉ gì đó hả? Bằng kim anh. Con hiếu không? Con hiếu sáng cái bánh 200 ngàn mà hơn cái này. Con khỉ này nằm ngộ quá ta. Dọ lên trên luôn á mụ. Con khỉ nhìn con giống con ếch á. Anh Toàn đi mua cái gì thêm cho. Hộ khẩu đi. Hôm nay đâu trời. Mà biết chứ nào mua không chồng? Anh em đi mua mực. Tiếng nhóc. Đi nha anh em đi. Tao biết chỗ đâu đi. Đi cái mũi kêu. Nhi. Đi ngậu Nhi. Coi cầu hai ngậu. Đi Nhi đâu mua cho. Đâu mua cái gì? Mực. Mua mực hả? Mực ở đâu? Chạy ở đâu không? Bán kế bên ngoài bán đó. Mua nhiêu? Con đi với em đem đồ heo luôn. Mua hết hả vậy? Rồi. Mua 5 ngàn được rồi. Còn nhiều cho đó. Sao mà ca được trời? Ca đi Kim Anh. Hát kìa, hát cùng thương mượt mẹ để lâu hai. Đồ này nè, ông ở đây ngay bên đây trời. Hai đứa bài ca cái bài. Thôi chồng hát tặng vợ mới phải á. Đúng rồi. Bài ca đi tao quay lại. Đúng rồi. Lẹ lẹ đi hết pin. Tao biết ca được bạn đó được hả? Kim Anh ca kìa. Vô cho mấy ông ngủ đi tao bắt à. Ủa rồi đi bước ai rồi có không? Đi đi con. Chút là đi. Không cái đây mà chơi luôn. Có bên kia không có gì hết. Đi đâu ơi? Anh chạy đi nè. Nữa đó có chồng lên chút nữa chiều chiều chạy 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 ngoài chút xíu rồi. Lấy ai? 1 2 3 vô 2 3 vô 2 3 vô. Bà ta hay chưa? Để cái kem đi. Rồi vậy là sinh nhật rồi đó. Mấy về nãy kêu ông chạy mình lên được rồi. Không có lấy nổi hai này đọc hết ha. Cái này làm sinh nhật luôn đó, hả? Ừ. Sao mà không phải này nè. Để ngồi chèo mất công quá bài nữa. Chơi. Ngủ đi. Hay nữa. Chơi ngủ đi cha. Kêu không nhậu hả gì? Kêu không ngủ đi. Không chơi. Chị phá kìa. Ly nữa hả? Ly có ly. Cái gì? Ủa, buồn tặng quà cho anh chạy. Bây giờ cảm ơn chị hả? Nè, cảm ơn chị mẹ không? Mẹ trắng cái đầu con khỉ nó vừa bụng. Thấy không? Thấy. Thấy đẹp không? Đẹp. Vậy được rồi. Ai quên đu khô. Đẹp quá. Ăn đây thử ra được không? Cắt bánh á hả? Ừ, xong la lớn nghe chân trời. Không, không có ca luôn. Thôi thua rồi. Cũng má chồng bạn vợ mà nó đeo ca chứ buồn thì luôn. Đi ra sau lưng thao mày mày gắt. Không biết ca được ta. Thử đi. Không nhậu ra khác cho chấm. Nhậu nào thính ngủ này dỗ mới nghe cho mọi người. Nhậu đó nè. Nhậu mới chịu á. Làm sao mà sáng chấm hình chưa đưa. Tới khỏi